Thì chào các em, chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục dạy số học của chương trình toán lớp 6, bài số 2. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2, tính chất cơ bản của phân số. Ở trong bài này, chúng ta phải nắm được các cái khái niệm, đó là tính chất cơ bản của phân số, cách quy đồng mẫu số, cách rút gọn phân số. Đây là từ khóa của bài này, có nghĩa là ba kiến thức cơ bản mà được lặp đi lặp lại ở trong bài này. Bây giờ một vấn đề đặt ra là cho hai phân số có tử số và mẫu số khác nhau thì có thể bằng nhau không? Như vậy, ở phân số có một cái đặc biệt là đặc biệt như thế. Bây giờ thầy sẽ tiến hành đưa cho các em một ví dụ để các em so sánh. Các em thấy 4/8 và 1/2 có tử số và mẫu số khác nhau. Vậy hai phân số có bằng nhau không? Để biết hai phân số có bằng nhau không thì các em sử dụng tính chất hai phân số bằng nhau để các em xét. Lời giải như sau. Trước hết các em lấy tử của phân số thứ nhất nhân mẫu của phân số thứ hai là bằng 8, và nó cũng bằng mẫu của phân số thứ nhất nhân với tử của phân số thứ hai cũng bằng 8 nhân 1 là bằng 8. Do đó hai phân số này bằng nhau. Vậy thì các em thấy rằng là để hai phân số này bằng nhau thì chúng ta sử dụng tính chất tử nhân mẫu thì bằng mẫu nhân tử để biết hai phân số bằng nhau hay không. Bây giờ thầy sẽ chú ý ở trong cái ví dụ này, nếu thầy viết 4/8 bằng 1/2 thì thực chất đó là thầy chia tử và mẫu của cái phân số thứ nhất cho 4. 4 chia 4 được 1, 8 chia 4 được 2. Như vậy là các em thấy có một cái điều rất là hay như thế. Bây giờ thầy cùng viết lại cái phân số này. Thầy viết lại 1/2 bằng 4/8. Thì các em thực hiện phép nhân tử và mẫu của cái phân số thứ nhất cho 4 thì các em sẽ được phân số thứ hai. Chúng ta nhân tử 1 nhân 4 là 4, mẫu chúng ta lấy 2 nhân với 4/8. Như vậy là chúng ta có hai cách thực hiện hai phân số có mẫu và tử khác nhau bằng nhau là như trên hình vẽ. Thì từ đây chúng ta dẫn đến một cái khái niệm, đó là để làm phép tính như thế nào để có hai phân số bằng nhau. Tiếp tục bài học. Bây giờ tính chất thứ nhất là chúng ta trở lại một cái ví dụ khác tương tự như vừa rồi, nhưng ở câu hỏi khác một tí. Quan sát hai phân số 3/-5 và -21/35 cho biết nếu nhân cả tử và mẫu của phân số 3/-5 với cùng một số nguyên nào thì được phân số -21/35. Theo các em là làm như thế nào? Thì các em thấy rằng là cái số cần tìm là chúng ta lấy -21 chúng ta chia cho 3 là được -7. Vậy thì chúng ta nhân cả tử và mẫu của phân số 3/-5 này cho -7 thì chúng ta được cái phân số -21/35. Bây giờ thầy thực hiện. Ý thứ nhất, 3/-5 thầy nhân cả tử và mẫu của phân số 3/-5 này với -7. 3 nhân -7 sẽ bằng -21. -5 nhân -7 sẽ bằng -35. Nhân hoặc chia hai số cùng dấu sẽ được số dương và hai số trái dấu sẽ được số âm. Như vậy là thầy là làm xong rồi. Bây giờ người ta hỏi là hai phân số này có bằng nhau không? Thì chắc chắn là 3 nhân với 35 thì bằng 105. -5 nhân với -21 cũng bằng 105. Cho nên hai phân số này bằng nhau. Ta giải thích một tí. Tử nhân mẫu
bằng mẫu nhân tử và bằng 105, cho nên hai phân số này bằng nhau. Bây giờ nếu một ví dụ tương tự thì các em có thể lấy một ví dụ nào đó, chẳng hạn như ví dụ sau: âm 2/3. Bây giờ các em nhân về số nào thì là tùy các em nhân về 2 cũng được, âm 2 cũng được, nhân về 3 cũng được, âm 3 cũng được, nhân về 4 cũng được, âm 4 cũng được, miễn là đừng có nhân về số 0 là được. Thì nhân về âm 2, cả tử và mẫu, âm 2 nhân âm 2 là bằng dương 4, 3 nhân âm 2 thì bằng âm 6. Vậy thế được hai phân số bằng nhau. Bây giờ mình dùng tính chất hai phân số bằng nhau để mình thử lại. Vì âm 2 nhân âm 6 là bằng 12, 3 nhân 4 cũng bằng 12, cho nên chúng bằng nhau. Vậy hai phân số ở trên bằng nhau. Như vậy chúng ta đã giải xong cái bài tập thứ nhất. Từ đây các em thấy thế này: nếu cho một phân số ban đầu, các em nhân tử và mẫu với một số nguyên khác không, thì các em sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. Đó chính là tính chất một mà chúng ta cần phải nắm vững. Tính chất một: nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không, thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. Đây là kiến thức cơ bản mà chúng ta đã làm qua mấy ví dụ. Bây giờ có một bài tập nhỏ như sau: viết âm 7 về dạng phân số có mẫu số bằng 10. Thế thì âm 7 mà viết về dạng phân số có mẫu số bằng 10 thì chúng ta viết như thế nào? Thầy sẽ trình bày cho các em cái lời giải như sau: âm 7 thì bằng âm 7/1, đúng nào? Thế thì ta nhân tử và mẫu với 10 để 1 nhân với 10 bằng 10. Vì ta cần mẫu 10 cho nên buộc ta phải nhân mẫu với 10. 1 nhân 10 là 10, tử âm 7 nhân 10 là âm 70. Như vậy ta đã viết về dạng phân số có mẫu bằng 10. Bây giờ người ta muốn nói rằng là viết về dạng phân số mẫu bằng 5 thì kém nhân với 5. Mẫu bằng 8 thì kém nhân với 8, cả tử và mẫu. Kém dựa vào tính chất trên. Như vậy, ta có một nhận xét như sau: có thể biểu diễn một số nguyên dưới dạng phân số với mẫu số khác không tùy ý, như vừa rồi thầy trình bày cho các em. Thầy quên nói chuyện này. Trong quá trình theo dõi bài học thì các em phải chuẩn bị sách một tí. Và các em dừng màn hình để ghi chép lời giảng của thầy, lời giải của thầy. Và cho màn hình chạy tiếp để nghe lời giảng của thầy. Bây giờ tiếp tục. Bây giờ chúng ta áp dụng cái tính chất 1. Thì chúng ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số bằng nhau bằng cách nhân tử vào mẫu của mỗi phân số với một số nguyên tích hợp. Cách quy đồng mẫu số ở cấp 1 thì các em cũng đã biết, chứ không phải là chưa biết. Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ hơn trong trường hợp phân số có tử và mẫu là số nguyên, còn ở cấp 1 là số nguyên dương khác không đối với mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập sau đây. Từ bài tập này các em hiểu một cách tương tự để giải cho bài khác. Trước hết thầy muốn nói điều này: chúng ta có thể đưa về mẫu số của hai phân số đã cho là 7/6 và âm 15/10 về các mẫu bằng nhau và khác nhau thì có rất nhiều cách. Tuy nhiên thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cách như sau. Đầu tiên thì các em đi tìm cái bội chung nhỏ nhất của 6/10. Cái bội chung nhỏ nhất đó chính là cái mẫu chung của hai phân số. Thế thì để làm điều đó thì các em phải sử dụng máy tính một tí. Thầy sẽ sử dụng máy tính. Để tìm bội chung thì các em sẽ đưa về chế độ minus 1. Đây là chế độ máy tính tính toán bình thường. Và các em luôn luôn làm việc ở chế độ minus 1 này. Các em nhấn vào menu này, làm một phép tính bình thường.
chương trình lớp 6 chỉ cần chương trình này thôi. Bây giờ các em muốn tìm bồi chung nhỏ nhất của âm 6 và 10 thì các em tìm bồi chung của 6 và 10 là được, chứ không cần âm 6 và 10. Thì các em nhấn alpha rồi chia, các em nhấn 6, nhấn shift phẩy 10, các em đồng ngược đơn lại thì các em bằng là 30. Như vậy 30 là bồi chung nhỏ nhất của 6 và 10. Thế thì các em lấy 30 chia cho âm 6 thì các em được âm 5. 30 chia cho 10 được 3. Vậy thì nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với âm 5 và nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai 13, là 30 chia cho 10 được 3. Tuy nhiên các em có thể lấy mẫu chung là 60 hoặc 90, vì đó là bồi chung của 6 và 10 là 30, 60, 90, chứ kẻ không được lấy bồi chung là không. Bây giờ tiếp tục chúng ta trình bày lời giải. Vừa rồi thầy nói với các em thì thầy sẽ nhân tử và mẫu của phân số 7 phần âm 6 này với âm 5 thì chúng ta đã được này. 7 nhân âm 5 là âm 35, âm 6 nhân âm 5 là dương 30. Như vậy ta được âm 35 phần 30. Bây giờ đối với phân số thứ hai thì chúng ta nhân cả tử và mẫu với 3. Thầy nhân phân số thứ hai cả tử và mẫu với 3 thì thầy được âm 15 nhân 3 là âm 45. 10 nhân 13 là 30. Vậy ta viết tiếp âm 45 phần 30. Và các em thấy sau khi chúng ta làm phép tính ở trên thì các em thấy hai cái phân số mới này có mẫu là bằng 30 cả. Thì cái số 30 này người ta gọi là mẫu chung của hai phân số. Hai phân số sau khi đã quy đồng thì có mẫu 30 gọi là mẫu chung của hai phân số. Như vậy, cách quy đồng mẫu chung của hai phân số thì các em lưu ý rằng chúng ta đi tìm bồi chung nhỏ nhất của hai mẫu. Các em nhớ tìm bồi chung nhỏ nhất là cái bồi chung trên máy tính thực hiện là tính cho các em số dương. Bây giờ tiếp tục. Chúng ta qua quy đồng mẫu số của 3 phân số. Quy đồng mẫu số 3 phân số thì cách làm cũng như vậy, chúng ta đi tìm bồi chung nhỏ nhất của 3 số 12, 3 và 8. Các em nhập cũng được. Các em thấy 24 chia 12 thì được, chia cho âm 12 thì được âm 2. 24 chia cho 3 được 8, 8, 3, 4. 24 chia cho 8 thì được 3. Vậy từ đó các em sẽ tìm được các cái thừa số mà để nhân với tử và mẫu thì người ta gọi là thừa số riêng của từng phân số. Bây giờ thầy hướng dẫn các em dùng máy tính để làm để các em đỡ bỡ ngỡ. Chúng ta xóa màn hình. Khi tìm bồi chung nhỏ nhất của 3 số nguyên dương thì các em lưu ý rằng chúng ta nhấn alpha LCM này 2 lần. Một lần, bây giờ thêm một lần nữa. Chúng ta nhập 12. Chúng ta nhập phẩy, alpha phẩy. Chúng ta nhập số 3. Nhập alpha shift phẩy. Chúng ta nhập shift phẩy chứ không phải alpha phẩy nha các em. Vì màu vàng thì đi với màu vàng mà màu đỏ thì đi với màu đỏ. Đôi khi thầy cũng hơi nhầm cái chỗ này. Rồi chúng ta nhấn tiếp số 8. Rồi chúng ta đóng ngoặc lại. Chúng ta nhấn bằng. Các em thấy 24 như vừa rồi thầy nhập cho các em. Bây giờ các em không cần ghi. Chỗ này chúng ta chưa cần ghi. Chúng ta lấy 24 chia cho 12. Âm 12 chúng ta được âm 2. Chúng ta nhân cả tử với mẫu với âm 2. Đúng không? Phân số thứ nhất. 24 chia cho 3 được 8. Các em nhân tử và mẫu của phân số thứ hai này với 8. Phân số thứ ba thì các em lấy 24 chia cho 8 được 3. Thì các em nhân cả tử và mẫu của phân số thứ ba này với 3. Vậy là chúng ta quy đồng xong. Bây giờ thầy tiếp tục quy đồng.
thì tìm bồi chung nhỏ nhất là 24 của ba số dương nha các em. Phân số thứ nhất các em lấy 24 chia cho âm 12 các em được âm 2. Các em nhân cả tử với mẫu với âm 2. 5 nhân âm 2 là bằng âm 10. Còn âm 2 nhân với âm 12 là bằng dương 24. Vậy chúng ta được kết quả là âm 10 trên 24. Tiếp tục với phân số âm 2 phần 3. Âm 2 phần 3 chúng ta nhân về số là chúng ta lấy 24 chia cho 3 được 8. Chúng ta nhân tử với 8, mẫu với 8. Âm 2 nhân với 8 bằng âm 16. 3 nhân 8 bằng 24. Chúng ta viết tiếp bằng âm 16 phần 24. Phân số thứ 3. Các em lấy 24 chia cho 8, các em được 3. Các em nhân tử vào mẫu của phân số này với 3. Âm 3 nhân 3 là bằng âm 9. 8 nhân 3 là 24. Vậy chúng ta được kết quả là âm 9 phần 24. Như vậy thì các em thấy là sau khi quy đồng thì chúng ta được 3 phân số đều có mẫu là 24. Thì phép toán này làm để làm gì? Để chúng ta chuẩn bị cho một cái bước tiếp theo, đó là đi cộng các phân số ở những cái bài sau. Muốn cộng các phân số thì chúng ta phải quy đồng, chúng ta mới thực hiện phép cộng các phân số được. Còn đối với máy tính thì máy tính sẽ tính cho các em luôn, không cần phải quy đồng. Còn đây chúng ta đang học về lý thuyết. Và các em cũng lưu ý rằng 3 phân số sau khi quy đồng mẫu 24 thì cái số 24 này gọi là mẫu chung của 3 phân số. Như vậy là chúng ta hiểu cách quy đồng mẫu chung của 2, 3 hoặc có thể có nhiều phân số hơn nữa thì chúng ta cũng làm như vậy. Nếu chúng ta có 4 mẫu thì các em phải nhấn LCD. Thì nói lại chỗ này này. Nếu các em có 3 mẫu thì các em nhấn 2 lần LCM. Nếu các em có 4 mẫu thì các em nhấn 3 lần. Các em có N mẫu của N phân số thì các em nhấn số LCM này ít hơn một đơn vị là được. Giữa các số các em nhấn cho phải. Tiếp tục với học. Bây giờ chúng ta sang một cái tính chất thứ hai. Khi nãy là chúng ta làm một phép nhân cả tử và mẫu. Thì bây giờ người ta lại hỏi làm ngược lại. Giống như cái bài ban đầu của thầy á, lúc nhân lúc chia. Đấy, cái bài ban đầu của thầy lúc đầu này, thầy nói lại này. Đấy. Thầy viết phân số thứ nhất thầy chia, thầy viết phân số thứ hai thầy nhân. Thì vừa rồi ta nhân rồi thì bây giờ chuyển qua chia. Ở cái bài tập số 2 này quan sát hai phân số là âm 20 phần 30 và 4 phần 56 và cho biết chia cả tử và mẫu của phân số này cho cùng một số nguyên nào thì được phân số 4 phần 56. Thì muốn thực hiện như vậy thì các em chỉ cần lấy là âm 20 chia cho 4 thì các em được âm 5. Về các em chia cả tử và mẫu của phân số thứ nhất cho âm 5 thì các em được phân số thứ hai. Một phép tính rất đơn giản. Thầy vừa rồi tìm bằng cách là thầy lấy âm 20 chia cho 4 thì được âm 5. Thì thầy lấy âm 20 chia âm 5 thì được dương 4, đúng không nào? Dương 30 mà chia cho âm 5 thì được âm 6. Vậy thì được kết quả rồi, 4 phần 56. Các em lưu ý rằng phép nhân ấy, phép chia hai số nguyên cùng dấu cho ta một số dương mà trái dấu cho ta một số âm. Âm chia âm là được dương. Chia hai số cùng dấu mà dương chia âm thì được âm. Các em nhớ cái quy tắc phép nhân chia các số nguyên để các em giải toán đừng có sai. Bây giờ chúng ta so sánh một tí. Bởi vì câu B hỏi là hai phân số của đó có bằng nhau không? Ta lấy âm 20 nhân âm 6 là bằng 120. Và 30 nhân 4 cũng bằng 120. Vậy nó bằng nhau. Cho nên hai phân số này bằng nhau.
theo quy tắc hai phần số bằng nhau. Bây giờ câu tiếp theo là nếu một ví dụ tương tự thì các em phải cho một cái ví dụ tương tự nào đó mà để chia hết, dựa vào dấu hiệu chia hết các em học ở kỳ 1 để các em cho đúng nào. Các em cho 1/2 thì làm sao các em chia được đúng nào? Chúng ta phải cho tử mẫu là một cái số nào đó mà chia cho 2 hoặc chia cho 3 hoặc chia cho 5, chia cho 9 vân vân. Thì có rất nhiều cách để chúng ta làm. Chẳng hạn thầy chọn là 10/15 thì cái phân số này tử và mẫu có dấu hiệu chia cho 5, cho nên thầy sẽ chia cho 5 hoặc chia cho âm 5, đó là quyền của mình đúng nào, vì người ta cho ví dụ mà, vì mình cho ví dụ cho nên là thầy sẽ lấy 10/15 tử chia hết cho 5 và âm 5, mẫu cũng chia cho 5 và âm 5, thầy chia tử và mẫu cho âm 5. Các em có thể chia tử và mẫu cho 5. Thì chúng ta sẽ được 10 chia âm 5 sẽ được âm 2. Âm 15 mà chia cho âm 5 sẽ được dương 3. Vậy ta được âm 2/3. Khi làm thì các em làm ngược lại một tí. Âm 2 nhân âm 5 bằng dương 10. 3 nhân âm 5 là âm 15. Nhiều khi các em nhầm, thật chia thì các em phải chuyển qua phép nhân để các em thử lại nha. Chỗ này các em không thử bằng máy tính, bởi vì chúng ta đang học lý thuyết. Bây giờ so sánh này, 10 nhân 3 này là bằng 30 này, âm 15 nhân âm 2 cũng bằng 30. Vậy cái đẳng thức này xảy ra, cho nên hai phân số này bằng nhau. Vậy từ đây chúng ta có một tính chất, đó là tính chất gì? Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số nào đó, hay là phân số đã cho, với cùng một số nguyên khác không, thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. Phép chia không bao giờ chia hết, không bao giờ chia được cho số 0. Mà trong phép nhân thì tại sao không nhân với số 0? Bởi vì nhân với số 0 thì mẫu bằng 0 thì cái phân số đó nó không xác định. Cho nên đây là điều các em cần lưu ý. Vậy tiếp tục chúng ta ghi tính chất thứ hai như sau. Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. Như vậy là cái số mà chúng ta chia là ước chung của cả tử và mẫu, nhưng mà phải là khác không. Như vậy thì ở cái ví dụ ban đầu thì thầy cũng đã chia cho một ước của 10 và âm 15 dựa vào dấu hiệu chia cho 5 mà như vừa rồi thầy đã phân tích cho các em. Đây là kiến thức cơ bản mà các em cần lưu ý. Bây giờ chúng ta có thể áp dụng tính chất thứ hai để cho chúng ta có thể rút gọn phân số bằng cách chia cả tử và mẫu cho ước chung khác 1/-1. Đối với hai số nguyên bất kỳ thì chúng đều có ước chung là 1/-1 cả. Khi các em chia cho tử và mẫu cho 1/-1 thì nó chỉ đổi dấu thôi. Để rút gọn phân số một cách nhanh hơn, nhanh hơn nữa thì các em phải chia cho ước chung lớn nhất của tử và mẫu. Và trong bài này thì muốn các em làm điều này. Bây giờ thực hành rút gọn phân số. Để rút gọn phân số -18/76 hoặc phân số 125/375 thì thầy hướng dẫn các em rút gọn một lần là cái phân số đó được một phân số tối giản, tức là không thể rút gọn được nữa, bằng cách chúng ta tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu. Bây giờ thầy vào làm như sau. Trước hết thầy tìm ước chung lớn nhất của hai số này là số 2. Các em bấm trên máy tính là nó ra số 2. Thầy thực hành trên máy tính cho các em thấy. Chúng ta xóa màn hình. Chúng ta vào alpha nhân. Alpha nhân là RCD. Chúng ta nhập âm 18.
âm 18 kém nhập trừ 18 cũng chịu, máy tính cũng chấp nhận. Alpha phẩy 76 ta đồng ngoặc lại bằng ra số 2. Như vậy là âm 18 và 76 có ước chung lớn nhất là 2. Thì các em thực hiện phép chia cho hai cả tử và mẫu thì nó được một phân số không thể rút gọn được nữa. Tức là khi đó cái phân số đó chỉ có ước chung cả tử và mẫu là cộng trừ 1 thôi. Bây giờ chúng ta làm. Âm 18 chia cho 2 thì được âm 9. 76 chia cho 2 thì được 38. Chúng ta được âm 9.38. Phân số âm 9.38 không thể rút gọn được nữa là bởi vì số 9 và số 38 là hai số nguyên tố cùng nhau. Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số dương mà có ước chung lớn nhất là 1, 9 và 38. Cho nên chỗ này thì phân số âm 9.38 không rút gọn được nữa thì người ta gọi đây là phân số tối giản. Bây giờ tiếp tục qua ví dụ thứ hai. Ước chung lớn nhất của 125 và âm 375 là 125. Các em có thể dùng máy tính các em tính thì quay lại để thầy sửa ở trong thôi. Cho nên nhanh. Đây là âm 375. Còn trước này chúng ta xóa đi. Chúng ta nhấn xóa là nhấn đen chứ không phải nhấn AC nha các em. Là 125. Các em nhấn AC là nó xóa luôn. Máy tính chúng ta đang còn tính toán phần này thì chúng ta nhập lại nó mất công. Nhấn bằng, các em thấy 125. Về 125 là ước chung lớn nhất thì các em chia cả tử và mẫu cho 125 thì chúng ta được một phân số tối giản. Các em nhớ như vậy. 125 phần âm 375 chia tử 125 cho 125 được 1. Chia mẫu âm 375 chia cho 125 được 3. Như vậy chúng ta sẽ được kết quả là 1/3. Như vậy là chúng ta đã thực hiện một phép tính của tính chất 2 để chúng ta rút gọn, thực hiện phép tính của tính chất 1 để chúng ta quy đồng. Đây là hai kiến thức cơ bản nhất của cái bài hôm nay mà các em cần phải nắm được. Bây giờ tiếp tục bài học. Bây giờ thực hành là viết phân số 3/55 thành phân số có mẫu dương. Sau này chúng ta sẽ đi giải các cái bài toán mà chúng ta quy ước rằng đưa về mẫu dương thì nó lời về phép tính, tức là tính nhanh hơn trong cách tính bình thường. Cho nên chúng ta phải làm bằng cách nào? Đưa về mẫu dương thì cả em chỉ cần nhân tử với mẫu với âm 1 thôi. Vì âm nhân âm bằng dương thì âm 5 nhân với âm 1 sẽ bằng dương 5. Cho nên rất đơn giản như thế. Thì nhân tử và mẫu với âm 1. Tại sao thầy không nhân với dương 1? Vì nhân với dương 1 thì trở thành chính nó. Mẫu vẫn là âm. Nhân với âm 1 thì mẫu âm nhân với âm sẽ dương. 3 nhân âm 1 bằng âm 3. Âm 5 nhân âm 1 bằng dương 5. Vậy chúng ta đưa về mẫu dương rồi. Chúng ta nhân với âm 2 có được không? Được. Nhân với âm 4 được không? Được. Nhưng mà chúng ta nhân như thế này là đơn giản nhất. Vì sao các em biết không? Vì phân số âm 3/5 là phân số tối giản. Phân số này là có mẫu dương. Vậy thì từ đây các em chú ý cho thầy. Có một cái điều rất hay đó là chúng ta hình dung là phân số đầu tiên có tử dương mẫu âm khi các em đổi dấu cả tử và mẫu nhá, thì chúng ta được một phân số bằng phân số đã cho. Thực chất đây là đổi tử dấu của tử và mẫu. 3 này là dương 3, các em đổi dấu thành âm 3. Âm 5 các em đổi dấu thành dương 5. Và như vậy các em được hai phân số bằng nhau. Thì đây bây giờ cũng vậy,
A phần âm B. Chẳng hạn như B là dương thì thay đổi dấu ở từ A thành âm A. Âm B thành dương B. Như vậy là chúng ta nhớ cái tính chất này để chúng ta giải toán. Chúng ta chú ý mỗi phân số thì có nhiều phân số bằng nó. Chứ không phải là dĩ nhiên phân số nào đó thì bằng chính nó. Nhưng mà chúng ta có thể đưa về những phân số có tử và mẫu khác nhau, nhưng mà vẫn bằng nó. Điều thứ hai nữa là mỗi phân số bao giờ cũng đưa về được mẫu dương bằng cách đổi dấu cả tử và mẫu. Cái quy tắc này là quy tắc đổi dấu cả tử và mẫu nhé các em. Như vậy là hôm nay thầy chỉ dừng bài học ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập cái phần này. Và bài học hôm nay thì các em cần phải lưu ý rằng chúng ta có hai cái tính chất cơ bản của phân số mà các em về phải nắm vững để chúng ta sửa bài tập ở tiết tiếp theo. Như vậy thì hôm nay bài học thầy dừng ở đây. Thầy chúc các em bình an, nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong tập. Các em nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái phần sửa bài tập của bài số 2, tính chất của phân số. Đây là kiến thức cơ bản mà các em cần phải theo dõi. Cuối cùng, hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.